Xin chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đến với kênh của mình là Leo World Robot. Và ngày hôm nay nói chung lâu rồi cũng robot của mình hiện tại cũng đang nâng cấp, cho nên là mình cũng đang dự định đó là làm video về review xưởng nha. Nói chung là anh em nào có nhu cầu cần được lên TV gì đấy thì anh em để lại ID, lâu lâu thì mình không làm video, mình rảnh rỗi xin ông nội thì mình lấy cái ID đó của anh em mình review cái xưởng luôn. Chung là vậy, thì hiện tại cái clip review á thì mình cũng đã làm cũng khá là lâu rồi, nhưng mà nó chưa có chi tiết, nó chưa có hoàn chỉnh như là cái clip hiện bây giờ đấy. Nói chung là cũng tạm, nếu mình review người trong clan á thì mình sẽ review tầm 3-4 người một lượt để cho nó tiết kiệm thời gian, tại vì nếu mà không cần ID thì mình tìm rất là dễ, tại nằm trong clan mà. Còn nếu mà có ID á thì mình sẽ review từng người một để cho nó dễ thôi đó. Ok, chủ yếu là vậy. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về gameplay nha. Chung là hiện tại mình đã chiêu mộ đầy đủ tân tân thượng lục rồi này anh em ạ. Đấy, hiện tại thì đã có nhất nhị tam tứ ngũ lục rồi đấy, đã đủ rồi, thì đủ 6 người rồi. Nói chung là lục đại quỷ nguyệt đấy, còn hạ huyền thì vẫn chưa chiêu mộ đủ. Nói chung là ngày hôm nay mình sẽ đi team với đội hình 6 người như thế này. Thì cũng tạm tạm vậy thôi. Nói chung là ngày hôm nay sẽ làm về gameplay. Đấy, anh em nào mà thích xem gameplay thì xem, ủng hộ cho mình nha. Nhớ like và subscribe đấy. Ok. Đây, ở đây anh em thấy rồi. Đó là 6 thượng nha. Đủ rồi đấy. Thì lâu lắm thì lâu lâu mới có cơ hội mình tập hợp đủ 6 thượng huyền đi team đấy anh em. Ui dồi, clan quy bu chúa. Ok, đây là một trận tử chiến nha. Chung là tìm trận thì dạo này tụi mình chơi là khá là tập cẩm, cho nên là trận nào đụng trận nào thì lụm trận đó thôi, chứ đợi chờ gì nữa đúng không. Đó thì cứ như tử chiến thì mấy ông này cứ cầm tay phanh thôi. Đấy, chứ tay phanh ui rồi, hình như là ba con tay phanh dao luôn đấy anh em ạ. Ghê đấy nhỉ, ba con thay phanh màu vàng luôn này, ghê ứ tợn chưa. Dạ dạ, đào 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 chó này, mày thích bắn trít ma đấy. Từ từ anh em ơi, bình tĩnh bình tĩnh, né ra để tôi hồi máu vậy nè. Anh em bắn từ từ thôi, hình như là cái trận này mình nghĩ là không ổn đâu anh em. Mình nhìn thấy những cái tên bên kia nó tên tiếng Nhật về tiếng Trung Quốc gì không đây nè. Mình chơi game mà mình cứ gặp mấy thằng Trung Quốc thì mình rất là sợ nha, tại vì mấy thằng đó là dân giàu nước mạnh mà, đồng tiền của nó thì còn là dân dân tệ mà đúng không anh em. Đấy, toàn là nhân dân dân giàu nước mạnh không à, cho nên là tụi nó nạp rất là kinh nha. Chung dân số đông nữa cho nên là mấy thằng này nó rất là mạnh, nó rất là giàu đấy. Nói chung là tụi mình gặp clan Trung Quốc thì lần nào thì cũng bị ngã ngửa thôi, đánh gì lại chứ mắt. Cho nên là cứ đấy ra đào đào đào, hình như là cụ nhất lên đường trước rồi, thay phanh của cụ nhất chết rồi, thiên lên đường đấy, hình như là bị bắn bởi súng vô hạn đạn nữa anh em ạ. Một trong những khẩu súng hiện tại bây giờ nó đang rất là đáng sợ nha, nó khá là ghê đấy. Bắn tầm xa mà còn là vô hạn nữa, chung là cần phải nép khẩu này gấp gấp gấp. Da 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 da, rồi anh bạn lên đường rồi. Ây da, đau. Ây da, đấy thấy không, đấy anh em thấy không, nó bắn một khác là chỉ có chết thôi. Hình như trận này không ổn rồi, thua 5 mạng rồi đấy. Em bắn từ từ thôi. Ui trời ơi, toàn là MK3 không thấy kìa. Dạ, cái thằng này ui nó tự tin, nó vào thẳng nhà mình luôn anh em ạ, ghê thế nha. Rồi sao nữa, rồi mày sao nữa, rồi mày mạnh quá. Ừ, chắc là mày mạnh lắm á, mạnh lắm mày mới tự tin vào đó đúng không. Thôi nói chung là chơi không lại thì mình tìm trận khác thôi. Nói chung trận này mình chơi cố gắng hết sức là được, chứ không phải là bây giờ thì ây da. Con lợn này bắn tứ phía luôn, tùm lum phía hết trơn rồi. Đấy, một tay MK3 luôn này, ghê chưa, ghê chưa, công nhận cũng ghê phết đấy nha. Trong trận này thì anh em ráng càng đi, nhiều khi gỡ lại được đấy, tại vì team mình đa phần là hay gỡ thôi, gỡ lại vào cuối trận á, chứ thời gian thì nó khá là ít. Nói chung là vào giai đoạn đầu trận thì mấy cái thằng này nó càng rất là ghê rồi, tụi mình không thể nào mà chống đỡ nổi với cái pha này được.
clan của mình thì hiện tại nó cũng gọi là tương đối là mạnh nha, nhưng mà gặp mấy clan nước ngoài thì hơi bị tắt điện đấy, mấy tụi nó bắn rất là ghê, chung là cỡ đấy thôi. Còn Gary Spear này, trong mấy thằng Trung Quốc, mấy thằng Nhật Bản thì thằng nào nó cũng có một cái combo giống vậy hết đây này, mà bắn rất là khó chịu, chung bị nép rồi nhưng mà vẫn còn rất là ghê nha. Nói chung thì mấy khẩu nào mà nó MK3 thì nó bị nép thì nó vẫn mạnh thôi, nói nhiều. Chung khẩu nào lên MK3 thì nó cũng mạnh cả, nó cũng chả có yếu đâu, yếu gì được mà yếu, nó là cấp cuối cùng rồi. Nha, từ từ anh em, anh em bình tĩnh. Từ bạn ơi, từ. Ui sao bắn nó không trốn ấy nhờ. Đùa. Ừ, vậy đi. Vậy cho nó lẹ. Thằng này làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày sung mất khía thế. Ây da. Trời ơi, cái mạng của tôi. Sao thế? Bắn không thố luôn ạ. Vãi chưởng thật. Đùa. Mình bắn nó không thố mà nó bắn mình thố. Lại thật, đúng là cái mạng mày núi rồi. Đó, lâu lâu mình chơi thì cái mạng nó cứ vậy đó anh em, cứ giật vậy đó. Thấy trong quá trình làm video nó khá là khó chịu, hơi bực mình, mà không sao, cũng đầy đủ thôi, cũng tạm tạm để dành chơi từ từ thôi. Chứ bây giờ mà nghỉ game này thì cũng khá là buồn, chung là game tâm huyết của mình. Đấy. Dạ, mấy thằng này bây giờ nó tấn công tới đây luôn rồi á. Trời, cái gì vậy? Đùa. Cái gì vừa xảy ra vậy ta? Mình chưa kịp nhìn thấy gì hết anh em ạ. Phải thật đấy. Đùa nhau chắc. Ấy, nói chung thì nếu như mà tụi mình cố gắng mà càng được tới phút cuối cùng mà vẫn chưa có ai nằm, vẫn còn người trụ lại chiến trường thì coi như là cũng có danh dự rồi nha anh em. Thì hiện tại thì gặp mấy cái thằng Nhật Bản, Trung Quốc này thì kiểu nào càng cũng không lại tụi nó đâu. Nạp kinh lắm. Sợ lắm. Rồi, hay lắm bạn ơi, bắn nó phải như thế. Ấy thì hiện tại bây giờ cái đội hình này quá là nhiều thượng rồi, cho nên là mình không phân biệt được nha, mình không có đọc tên được như lâu lâu thì mình hay bị lộn đấy, này, thượng tam, thượng tứ, thượng ngũ này, thượng lục các kiểu ấy. Lời mình sẽ không gọi đúng tên, kiểu lâu lâu mình sai mình gọi nhầm tên ấy. Ấy, anh em cũng thông cảm nha. Chung là bây giờ cờ la nó bị bu hết cả rồi cho nên là sao. Cái gì đây? Con lợn Angela à. Rồi chết rồi, chết thượng ngủ của tôi rồi. Thêm một thằng Titan đó nữa. Vãi thật. Thôi xong. Làm sao mình có thể chơi lại hai cái thằng này được. Con lợn, mấy con lợn chuyên đánh lén này thật chứ. Mình sắp hết boss rồi anh em ạ. Khả năng cao là thua chắc luôn. Mình sẽ là người hết boss đầu tiên đấy. Rồi mình giờ còn có một con này thôi. Bây giờ thì đi cho kỹ kỹ thôi chứ bây giờ. Thôi kỹ làm gì nữa. Bây giờ còn một boss thôi. Lao thẳng vào giữa đội hình nó mà chơi thôi chứ sao bây giờ. Liều mạng thôi. Dừng hết thời gian rồi. Cũng không có nhiều. Giờ thì lao thẳng vào giữa đội hình nó mà bắn thôi. Đùa giỡn cái gì nữa mất công. Mệt. Đấy đúng rồi. Bắn thằng đấy đấy. Ý. Gần gỡ là được rồi nè anh em. Không biết trận này mình có gỡ nổi không ta. Gỡ được không ta. Không được rồi, không ổn rồi. Hình như cái cục bên kia nó đang tập trung rất là nhiều Titan mà nó khó chịu thật sự. Đúng rồi. Một con Eder, một con Muromet này. Khá là khó chịu đấy. Đùa. Làm sao tiếp cận được mấy thằng này ta. Để tìm xem. Để tìm cái nào. Trời ơi. Toàn mấy thằng đứng xa nó bắn lén không. Rồi, cụ nhất tôi đi luôn rồi. Còn boss không? Nhưng phải còn chứ, bây giờ team mình đang thua hai mạng rồi, không biết có chơi lại không đây. Như bên đây đang tập trung đánh thằng này để mình đi hỗ trợ bên này để xem nào. Con lợn này bắn lén à. Rồi nó chết rồi.
Dạ mình mấy con leader của mấy thằng nạp này nó rất là ghê như này mà. Nó toàn là cấp 150 không ấy, không đùa với nó được. Nó bắn một phát là gần chết hơn không đấy. Đùa với nó mình chết luôn đấy. Đúng là mình có cài tốt tới đâu đi chăng nữa thì cũng thua sức mạnh của đồng tiền của tụi nó rồi anh em. Dạ. Thôi xong. Thôi rồi. Hết boss luôn. Đấy, 3 con Titan, 4 con Titan. Khiếp chưa anh em, toàn mấy thằng Trung Quốc không này. Khó chịu thật sự. Đấy, không sao, team mình chết cũng gần hết rồi đấy. Nói chung là Thượng Huyền thì từ từ cũng đi hết thôi. Mà cố gắng làm được coi như làm, cống hiến được coi như cống hiến đi. Đấy. Đó, anh em nhìn thấy cái đội ngũ quái vật Titan của tụi nó không? Trời ơi. Rồi, anh bạn rồi cũng đi luôn rồi. Đây, chỉ còn có Thượng Lục với ai đây? Thôi xong, anh bạn Thượng Lục của tôi cũng tiêu luôn rồi quá. Ây da, Thượng Lục. À, chỉ còn Thượng Lục với Thượng Ngũ thôi anh em ạ. 3 Thượng, 4 Thượng đầu tiên chết rồi. Còn cụ nhất nữa nhưng mà như cụ nhất cũng sắp bay rồi, bay luôn rồi. Thôi tiêu. Ui, anh bạn Thượng Lục của tôi chạy đâu qua đây vậy? Rồi xong luôn. Đi luôn rồi. Thôi liều luôn đi bạn ơi, Thượng Ngũ liều luôn đi bạn ơi. Ừ. Liều luôn. Bắn nó luôn. Ừ. Còn Thượng Lục vẫn còn sống một boss anh em ạ. Nhưng mà không sao, rồi đi luôn rồi. Xong. Trận đầu bị hành tả tơi rồi anh em ạ. Không biết là mình có win nổi trận sau không nữa. Dấu hiệu này là thấy không ổn rồi đấy. Dấu hiệu ngày hôm nay là thấy không được hay rồi đấy nha. Rồi để coi ai top 1, ai top 2 nè. Nhiều khi mình cũng đứng top đấy. Nhìn lâu rồi mình chưa có ăn top đấy. Xem nào. Cùi top 4 luôn này. Cùi bắp thật. Cụ nhất sau trận này hơi yếu đó nha. Cụ nhất trận này top chót luôn rồi. Top 6 luôn rồi. Đấy. Rồi ok, thì hiện tại là Thượng Tam đã bị bắt đi rửa chén rồi nha anh em, cho nên là tụi mình chơi thôi, thiếu Thượng Tam rồi. Không sao, nói chung là cũng hơi quy bu xíu, anh em coi thông cảm nha, mình gọi tên cho nó lẹ, cho nó dễ phân biệt, vậy thôi. Còn lại thì, rồi trận này là map sao hỏa nha, nói chung là một map khá là rộng, cho nên mình gọi Thai Phân xuống đầu tiên. Đấy, lợi thế thôi, mày bay á. Rồi sao nữa, đáp đất chưa? Đấy, đáp đất mất nửa cây liền, sao đùa với tao được hả? Rồi xong, sống hộ, pha này mày sống hộ luôn. Sống hộ tao cái. À, chạy, ừ chạy qua đó cũng chết à. Ơ, Andrea à. Ây da, cái gì vậy? Bắn tứ phía luôn à. Không sao, với một con Andrea thì Typhon nó có thể thả diều được. Hiện tại thì Andrea của mình cũng không sử dụng nhiều nha, chung là ui rồi, gặp thay phân giao thì bạn chỉ có được lên đường thôi chứ làm sao bạn thủ được đấy. Ok anh em, lụm tiền. Mày bắn lén à? Mày có biết đây là cái địa hình rất là trống trải không mà mày còn dám lượn lờ trước mặt tao đây hả? Định đi giành cột đấy à? Xử nó bạn ơi. Ừ, làm sao mà mày sống nổi? Làm sao mà sống nổi? Bộ tính giành cột hả con trai? Sao mà giành được? Đội hình của tao bây giờ đang phân bố khắp nơi đấy. À, mình thấy một dấu hiệu khá là ngon lành khi mà trận này mình nghĩ là ok đấy anh em. Vừa rớt xuống là bị tiêu diệt luôn là sao? Tự hủy à? À tự hủy thì thôi. Thì coi đội hình của mày bây giờ nát cỡ nào này, mày tự hủy đi. Rồi xong, hình như là mình chiếm đủ hết cột rồi đấy. Giờ nó đường thở mấy bạn ơi, mấy bạn càng dữ quá. Trận hồi nãy thua bao nhiêu, giờ mấy bạn trút hết sự tức giận nhà mấy thằng này đấy à. Từ nào, từ. Ấy. Rồi từ từ thôi, bình tĩnh. À, anh em thấy đội ngũ Thượng Huyền không nè, nhìn khá là ghê gớm đấy nè. Nghe cũng rất là ngầu nữa, cũng ok. Ui ngon, lụm một kill, hồi nãy giờ mới ăn được một kill đấy. Cùi bắp thật sự. Sao vậy nhỉ, trận nãy mình có ăn kill không nhỉ? Không sao, rồi hạ xuống đất là chết rồi chứ nói gì nữa. Rồi xong, bây giờ thì nhà của tụi mày là nhà của tao. Lên luôn anh em ơi. Đợi trời nữa, ừ. Rồi xong, sống hộ coi. Rồi xong phim, xong trận luôn, ngon lành luôn.
Sao mà đùa được với anh? Ừ, ngon. Rồi, đáp đất luôn. Đáp đất thì xong luôn. Ha, Muromet nè. Cho mình đi. Ấy da. Mấy bà này ăn kiêu lẹ quá, mình ăn không lại. Đâu rồi. Mày tàng hình đi. Ừ, hết tàng hình là sống hộ luôn. Đấy, sao mà sống? À, da da, đào 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 đào. Thằng nào vậy? Hay lắm anh em ạ. Ui, bị luôn rồi. Ngon. Rồi, ok, nói chung là trận đầu thì thua thì nó cũng khá là buồn, nhưng mà trận 2 thì ăn vậy là ngon đấy. Anh em mắng vậy là cũng ok rồi đấy, không đùa được. Trận này anh em vậy mà top 2 anh em ạ. Bãi trưởng thật, ông thượng tứ này ông ăn kêu ít thôi nha. Ông cầm thay phanh Hazard mà ông tỉa tụi nó mà tụi tôi ăn kêu không lại ông luôn đấy nha. Ok, hiện tại thượng tam rửa chén xong rồi anh em ạ. Anh ba rửa chén xong rồi cho nên là anh ba tiếp tục vào nha. Thế thì là nhào vô anh em, trận này phải càng cho win nha. Nói chung là nãy giờ thua cái này nhiều rồi đấy, bây giờ thì cũng phải win một hai trận gì đó để lấy lại tinh thần chứ. Lâu lâu thì mình mới tập hợp đủ team mà bây giờ ở đi không được, không không ăn được kill thì khá là buồn đấy nha. Ai da, thằng nào đấy? Mày Imugi à? Lại một thằng Nhật Bản nữa rồi. Khó chịu thật sự đấy. Không sao, hiện tại con... Ai da. Cái gì vậy? Mình rõ ràng là mình có cái lát đó mà tại sao mình lại không không sử dụng được nha. Mày đấy, hai con Orochi à, thêm một con Imugi nữa, ghê thế. Rồi sao nữa? Rồi hai đứa mày hy sinh giành cái cột này đấy à, nhìn mấy cái cột kia kìa, mấy con trai à. Ừ đấy, làm sao nữa? Rồi làm sao nữa hả? Sao nữa? Scorpion. Mày thích chơi loa đấy vậy à? Sao nữa? Ai da, thêm một con mát nữa rồi. Ai da, đau, anh em phụ tôi với anh em ơi. Pha này tôi gãy rồi đấy, tôi giữ cái cột móc nãy giờ. Ai da. Mấy con lợn này, chúng mày thích chơi trò này lắm nè. Được thôi, để tao chơi với chúng mày nha. Cái thằng này cầm Ravana đây. Thôi từ từ để mình đi phụ với cột móc bên này cái đã, để coi mày tàng hình được bao lâu nha. Sao sao hết tàng hình chưa? Ủa, con này Fenrir à? Toàn mấy thằng lén lén không, khó chịu đấy nha. Tao hơi cay tụi mày rồi đấy nha. Từ từ lát tao xử tụi mày sao, giờ hơi bực mình rồi đấy. Nè, con lợn mát. Con mát bên này à. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa hả? Bắn nó đi anh em ơi, tôi đứng xa tôi yểm trợ cho nè. Em cứ việc bắn đi. Sao? Đi qua đây hỗ trợ, đi qua đây hỗ trợ. Có mạng, có chuối bên này. Từ từ, bạn ơi, từ từ bình tĩnh, tôi tới với bạn đây. Đúng rồi bạn ơi, cố cầm cự thêm xíu nữa. Sao bạn dịch chuyển đi luôn rồi, trời ơi. Tôi vừa mới qua tôi tính hỗ trợ bạn mà bạn chơi vậy chết tôi rồi. Không sao, để tôi xử cái thằng này. Nói nhiều với nó làm cái gì không biết. Đấy, sống hộ phát. Mày làm gì nữa, mày bắn tao à? Ừ, bắn đi. Ừ, sao nữa. Ây da, đông quá. Ây da, đâu vậy? Sao? Hiểu rồi, team mình đang dồn tấn công bên phía này rồi, cho nên bên rảnh hồi nãy chỉ có một mình thủ thôi. Ây da, anh em bỏ tôi chết rồi, bỏ tôi vậy chết rồi. Mà không sao, mà giành được cái trụ này rồi thì bây giờ làm sao tụi nó có thể giành lại được. Bây giờ thách tụi mày giành lại luôn nha. Từ từ, anh em ở nhà kia, anh em phụ tôi với. Con Linus à, con Linus này nó đang đi giành trụ này anh em ơi. Ui, rồi sao nữa. Ừ, rồi sao nữa? Múa lửa đã chưa, múa đã chưa? Khiên vàng nhiều thế. Rồi, cha mình bị bắn lén không vậy? Anh em tôi đâu hết rồi ta, có mình tôi chống cự vậy. Ừ, anh em đang tới rồi. Rồi, đấy, bay màu ngay. Sao mà đùa được? Trận này mình hơi bị xui nha, mình hơi bị cùi đấy à. Không ổn rồi, đấy là không ổn rồi đấy trận này. Rồi, đi đâu à, đi đâu à, đi đâu à, đi đâu à,
Đi đâu vậy? Ấy bạn tôi chơi vàng kẹo kéo đây làm sao mà đỡ được. Còn Indra này, thằng bay nữa, bay hoài vậy sao? Tụi nó đang chống cự trong sự bất lực rồi, nó đang chạy vòng vòng mấy cục mốc để tìm vị trí rồi. Trong lúc này thì tụi mình xử lý mấy thằng đó thôi chứ đợi trời nữa đúng không? Đấy, xong phim ngon lành liền rồi. Sao nữa hả? Rồi sao nữa? Sao nữa? Rồi 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 rồi. Núp à, núp à. Ló cái mặt ra đây xem nào. Đó, mặt ra đây anh biểu rồi. Đấy, núp đi rồi mấy cái trụ của mày chẳng còn cái nào luôn. Nha. Bất lực quá hả? Sao? Sao? Chơi đò đuổi bắt với anh à? Nào bước ra đây nào. Ừ. Lâu lâu ra mình tỉa nó vác. Ấy da, ở đâu vậy? Con lợn này. À, nó dịch chuyển là sau lưng mình đi à. Ây da, bị đánh lén rồi. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Ây da, hai con quỷ tàng hình. Thôi được. Vậy thì chơi trò này với chúng mày. Con quỷ đó lâu lâu nó ra nó tàng hình thôi. Không mày em chết. Đấy. Thôi win trận rồi. Win luôn rồi. Ok, ngon lành. Nói chung là vậy. Đấy, thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.